Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại chương trình Ấn tượng cúp truyền hình, tường thuật lại các trận đua của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây thì sự đầu tư ngày càng chỉnh chu và tiến bộ của các đội đua, tay đua thi đấu hết mình tại cúp truyền hình đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đua xe đạp thể thao Việt Nam. Và tại cúp truyền hình năm 2019 thì các đội đua thi đấu từ Quy Nhơn đi Pleiku, một chặng đường khá dài 176 km với hai ngọn đèo là An Khê và Mang Giang, cùng quãng đường chỉ có lên và lên, khán giả sẽ được chứng kiến màn tranh chấp cực lực của các tay đua mạnh nhằm giành lại lợi thế cho đội đua của mình sau chặng thi đấu quan trọng này. Và thực tế là đã có một cuộc đổi ngôi nhờ sự hỗ trợ tích cực của tay đua Gon Hyo-suk, kẹo hàng Ngọc Trời, tay đua chủ ngực người Iran Buseyev, tập đoàn Lộc Trời đã xuất sắc về nhất đều An Khê, mang về cho mình 8 điểm thưởng vươn lên chiếc áo chấm đỏ vua leo núi. Sau khi đổ đèo thì các cuộc tấn công diễn ra để chuẩn bị cho những pha rút nước về đích. Và nếu như các chặng trước đây, mỗi lần vào rút thì tập thể thành phố Hồ Chí Minh sắp tài, thì lần này tập đoàn Lộc Trời đã giành quyền kiểm soát đường đua, giúp cho Nguyễn Thành Tâm vượt lên anh em nhà Lê Văn Dũng và Lê Nguyệt Minh trong cú rút nước cuối cùng để giành chiến thắng nhất chặng. Và đây là chiến thắng đầu tiên của đương kim áo vàng Nguyễn Thành Tâm ở cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Và bên cạnh đó thì Huỳnh Thanh Tùng, quân khu 7 sau những nỗ lực cùng đồng đội gia nhập vào top đầu, thành công tiếp tục giữ áo vàng tổng sắp. Và nhờ có chiến thuật đua hợp lý trong khi các đội đua mạnh chưa vội bung sức đánh chiếm thì tay đua này đã tiếp tục nối dài kỷ lục mặc áo vàng liên tiếp cả 8 chặng đua. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi lại chặng đua này nhé. Giờ 45 phút, ông Nguyễn Minh Đoàn, Phó Đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã phất cờ cho các tay đua thi đấu chặng thứ 8 từ Quy Nhơn lên Pleiku được dài 167 km. Đúng 7 giờ, trọng tài đã phất cờ cho các tay đua xuất phát chính thức chặng đua thứ 8 từ Quy Nhơn đi Pleiku được dài 167 km. Và lúc này thì điều kiện thời tiết đang tương đối thuận lợi cho một ngày thi đấu của các vận động viên, khi mặt đường rộng thoáng và nhiệt độ đang khoảng 29-30 độ C, gió nhẹ và nắng nhẹ. Ở trên ảnh chúng ta đây là tay đua đang tạm thời giữ chiếc áo vàng, Huỳnh Thanh Tùng. Huỳnh Thanh Tùng đã mặc được chiếc áo vàng từ sau chặng đầu tiên và trên lúc này thì sau 7 chặng, anh vẫn bảo vệ an toàn cho chiếc áo vàng của mình. Với khoảng cách so với người xếp ở vị trí thứ hai là Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestic Đồng Tháp là 1 phút và 5 giây. Tuy nhiên ở trong chặng đua ngày hôm nay thì các huấn luyện viên đều dự đoán sẽ là cơ hội rất tốt để cho những ứng viên tranh chấp danh hiệu còn lại, đặc biệt là các ngoại binh có thể tung sức để thể hiện khả năng của mình và qua đó thể thu hẹp khoảng cách với Huỳnh Thanh Tùng ở trên bảng tổng sắp cá nhân. Mà tay đua mang số đeo 77 Gon Hyo-suk của gạo hàng Ngọc Trời Giang cũng có thể xem là một nhân tố có thể tấn công vào danh hiệu áo vàng của Huỳnh Thanh Tùng, khi mà vào lúc này thì Gon Hyo-suk đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp cá nhân với khoảng cách so với Huỳnh Thanh Tùng chỉ là 1 phút và 14 giây. Gon Hyo-suk là một tay đua có khả năng đi đường đèo rất tốt và vì vậy mà ở hai ngọn đèo An Khê và Mang Giang thì anh hoàn toàn có khả năng vượt lên trước và tạo ra khoảng cách với Huỳnh Thanh Tùng. Ngay sau khi đi được khoảng hơn 15 km thì một top 3 tay đua đã tách ra được khỏi đoàn đông ở phía trên, gồm có tay đua mang số đeo 101 của Calitos Đồng Tháp là Trần Tuấn Kiệt, tay đua mang số đeo 122 Trần Anh Tuấn của Nhật Bình Minh Bình Dương và tay đua mang số đeo 35 là Nguyễn Văn Ngọc Lâm của quân đội Tri Sport International. 7 giờ 50 phút, 3 tay đua trong top 1 đã tiến về mức sprint đầu tiên tại thị trấn Phú Phong của tỉnh Bình Định. Và như vậy là tay đua mang số đeo 101 Trần Tuấn Kiệt của Calitos Đồng Tháp là người đã vượt qua mức sprint đầu tiên. Như vậy đến thời điểm này thì tay đua Trần Tuấn Kiệt của Calisot Đồng Tháp đã có thêm 5 điểm và tổng cộng số điểm áo xanh của tay đua Đồng Tháp này là 19 điểm và hiện tại đang lên vị trí 11 cùng điểm với Mai Nguyễn Hưng. Chúng ta hãy cùng xem lại màn nước rút tranh sprint đầu tiên tại thị trấn Phong Phú. Rõ ràng trong số các tay đua này thì Trần Tuấn Kiệt của Calisot Đồng Tháp là tay đua có nước rút tốt nhất. Chúng ta cũng thấy ở trên màn hình vào lúc này đó là các tay đua của An Giang đang chủ động về mặt tốc độ và họ chính là những người đã kéo đoàn đông
đuổi theo top 3 vận động viên ở phía trên. Lúc này thì các tay đua của An Giang đã kéo Đoàn Đồng đuổi kịp vào nhóm 3 tay đua dẫn đầu. Và chúng ta thấy hai top đang chuẩn bị nhập chung với nhau thành một top đồng. Ngày hôm nay thì rõ ràng là An Giang đang thi đấu đầy nỗ lực, đầy quyết tâm với sự chủ động là máy kéo ngay từ đầu. Lê Nguyệt Minh tay đua đang mặc chiếc áo xanh cũng đang xuất hiện ở ngay sau lưng của nhóm các vận động viên là máy kéo của An Giang và của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ. Và trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ vào lúc này, chúng ta hãy chú ý đến một tay đua có thể xem là tay đua có rất nhiều khả năng để cạnh tranh cho danh hiệu chiếc áo vàng. Đó là tay đua mặc áo số 7, Javier Perez. Javier Perez là một tay đua có khả năng đi đường đèo tốt, khả năng đi đường trường cũng tốt. Và trong những chặng đua vừa qua thì anh thi đấu tương đối thầm lặng. Nhưng trong số 6 ngoại binh của các đội đua tham dự cúp truyền hình năm 2019 này thì Javier Perez cùng với Misamat Pusayadi và Luis de Suac là những cái tên được đánh giá rất cao ở trong khả năng cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng. Ở trong top các đội đua dẫn đầu vào lúc này thì Nguyễn Đắc Thời của Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang vẫn đang là người làm máy kéo. Các đội đua đang chuẩn bị tiến vào chân đèo An Khê. Như vậy là các đội đua chuẩn bị vào đèo và ngay tức thì khi này đã có cuộc tấn công của các đội đua Bayfly Đồng Nai và Đồng Tháp khi Luis de Suac đang nhấn bằng đạp để tiến lên phía trước vào chân đèo. Đèo An Khê là đèo loại 3 với 6 tay đua về đầu sẽ được cộng số điểm là 8 điểm, 6 điểm, 5 điểm, 4 điểm, 3 điểm và 2 điểm. Và xin nhắc lại là vào lúc này ở trên bảng xếp hạng áo đỏ thì Phan Hoàng Thái của Dược Domestic Đồng Tháp đang là người dẫn đầu với 17 điểm. Ngay phía sau anh là Misamat Pusayadi với 16 điểm. 7 km leo đèo An Khê với những con dốc đứng lên liên tục. Thử thách đầy khó khăn đối với các vận động viên. Như vậy trong top đầu tiên, những tay đua mạnh về leo đèo đều đang có được ở trong số này. Các tay đua của Bayfly Đồng Nai, chúng ta cũng có thể thấy ba tay đua của Bayfly Đồng Nai vẫn trong top đầu tiên này. Điều này cho thấy là các tay đua Đồng Nai cũng đã thể hiện rất rõ tham vọng của mình có thể tranh giành chiếc áo đỏ. Như vậy Luis Torres cũng có ở trong này, anh không giành chiếc áo đỏ nhưng có thể là tranh chiếc áo vàng. Đúng vậy, cả hai cuộc chiến áo chấm đỏ và áo vàng đang được lồng ghép ở trên đỉnh đèo An Khê này. Với Phan Hoàng Thái, Nguyễn Tấn Hoài hay Misamat thì có thể họ cũng đang nỗ lực để tích lũy thêm những điểm áo chấm đỏ. Nhưng với những tay đua đang bám theo như Nguyễn Trường Tài, Hoàng Văn Cường, Mai Nguyễn Hưng, Luis Desriac thì họ đang hướng tới chiếc áo vàng. Đây đều là những tay đua đang nằm trong top 10 và ở khoảng cách chỉ hơn 1 phút so với áo vàng Huỳnh Thanh Tùng. Luis Desriac cũng đã bị tuột lại và Javier Perez đang đuổi theo. Như vậy là lúc này thì một nhóm 3 tay đua đã tách ra, gồm có Gong Hi Suk, Misamat Pusayadi và Javier Perez. Và chúng ta hãy xem trong 3 tay đua này thì người nào sẽ vượt lên mức đỉnh đèo An Khê trước tiên. Cờ Caro đã phất ở mức đỉnh đèo An Khê. Misamat Pusayadi đã vượt lên. Misamat đã vượt lên với những cuồng chân rất mạnh mẽ và anh trên người vượt qua mức đỉnh đèo An Khê trước tiên. Ngay sau lưng anh là tay đua Javier Perez của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ. Một cuộc tấn công phối hợp tấn công rất hay của hai tay đua thuộc ekip An Giang. Gong Hi Suk đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để cho Misamat Pusayadi thoát ra và tấn công thành công vào đỉnh đèo An Khê để thành người vượt qua mức đỉnh đèo trước tiên. Sau lưng anh là Javier Perez và Gong Hi Suk trở thành người vượt qua mức đỉnh đèo ở vị trí thứ 3. Như vậy là lúc này thì Misamat Pusayadi đang tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp áo đỏ khi anh có thêm được 8 điểm nữa cho mình và nâng số điểm tổng cộng hiện tại lên thành 24 điểm. Chúng ta đã thấy sau khi qua đỉnh đèo An Khê thì những tay đua mạnh như Gong Hi Suk, Misamat, Alex Fonsava, rồi Loic đều đã có mặt ở trong top đầu tiên và tất cả các tay đua mạnh đều ở trong top này. Và trong khi đó thì các tay đua được đánh giá cao và có tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ như Nguyễn Trường Tài hay là Mai Nguyễn Hưng đều đã rớt lại phía sau chỉ một tay đua đội hình 2 của Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market đang ở trong top này, đó là Alex Fonsava. Đây chúng ta cùng xem lại một pha tăng tốc và nó là cực kỳ mạnh mẽ của Misamat Pusayadi.
Vâng, mặc dù đèo An Khê là một ngọn đèo loại 3 thôi, nhưng rõ ràng là tính khắc nghiệt của nó rất khác so với những ngọn đèo loại 2 như đèo Hải Vân mà các tay đua đã chinh phục trong chặng từ Huế về Đà Nẵng. Với tính chất là một ngọn đèo từ vùng đồng bằng lên Tây Nguyên nên hầu như không có những khoảng đổ mà chỉ có những con dốc đứng. Và điều này khiến cho các tay vận động viên gần như không có những khoảng thở để hồi sức và phải chiến đấu liên tục. Và chúng ta cũng thấy là tay đua có thể được xem là leo đèo tốt nhất Việt Nam hiện nay là Phan Hoàng Thái cũng đã hụt hơi trong cuộc tranh chấp với các ngoại binh như là Misamat, Gung Hyesup và Javier Perez. Và thậm chí Phan Hoàng Thái trong đèo An Khê vừa rồi cũng không có thêm được một điểm nào. Và như vậy là lúc này thì Misamat đang vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp áo chấm đỏ với 24 điểm và hơn 7 điểm so với Phan Hoàng Thái. Và đây là nhóm thứ hai có Phan Hoàng Thái sau khi rớt lại phía sau. Và điều đặc biệt trong nhóm này chúng ta cũng có thể thấy là tay đua Hoàng Văn Cường. Hoàng Văn Cường đã có mặt ở trong tấp này và Mai Nguyễn Hưng. Mai Nguyễn Hưng cũng đang đeo bám rất sát. Ba tay đua này đang nỗ lực để bám với các tay đua ở phía trên. Sau khi kết thúc đèo An Khê thì các tay đua sẽ chuẩn bị bước vào thi đấu sprint thứ hai ở thị xã An Khê, cách điểm xuất phát 86 km. Nhưng lúc này thì rõ ràng là cuộc chiến áo xanh đã bị nhường xuống cho cuộc chiến áo vàng và áo chấm đỏ đang diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Lúc này thì top 1 đang bao gồm khoảng 21 vận động viên và theo thông báo của trọng tài đã tạo ra được khoảng cách là 2 phút và 40 giây so với top vận động viên ở phía sau. Và trong top phía sau có sự xuất hiện của áo vàng Nguyễn Thanh Tùng. Như bạn có thể thấy cuộc tấn công này, các vận động viên đã thoát qua mức sprint thứ hai. Như vậy là ở sprint thứ hai vừa qua thì Nguyễn Trường Tài, tay đua mang số đeo 3 của thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hồ Việt Mỹ là người đã cán đích sprint đầu tiên. Và với thành tích này thì anh đã có thêm được 3 giây giờ thưởng và chỉ còn cách áo vàng Huỳnh Thanh Tùng là 1 phút 6 giây. Người về nhì là Trần Lê Minh Tuấn của Ba Lai Đồng Nai và đứng thứ ba là Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestico Đồng Tháp. Khi mà chúng ta đang thấy một tấp đông các tay đua của thành phố Hồ Chí Minh ở phía trên và họ luôn chạy ở phía sau của các tay đua Ba Lai Đồng Nai và Diên Hoa Đồng Nai. Điều đó cho thấy rằng là ý đồ của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt là muốn kiểm soát ở tấp đầu tiên. Và chúng ta cũng có thể thấy là các tay đua của tấp sau cũng đang đi rất nhanh và phía trước họ là một tấp đông. Đây đang là nhóm vận động viên đi đầu, như vậy là tất cả đã nhập thành cùng một nhóm đông. Lê Nguyệt Minh, tay đua đeo mặc áo xanh và Huỳnh Thanh Tùng, tay đua mặc áo vàng đã bắt vào được trong nhóm đầu. Giờ chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của huấn luyện viên Trần Thôi. Dạ vâng, thưa anh Trần Thôi, thì sau khi mà những tay đua ngoại binh đã rất là chủ động ở đỉnh đèo An Khê thì anh có thể phân tích là cục diện đường đua bây giờ thế nào hay không ạ? Thì hiện tại bây giờ là đoàn đua đã nhập lại một top, thì áo vàng cũng đã chung vào top 1. Tuy nhiên là chúng tôi đây là một trận hết sức khó khăn vì các ngoại binh là rất là mạnh. Thì trận đua còn lại một đèo Mang Giang nữa, đây là một con đèo hết sức khó khăn cho áo vàng. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để nỗ lực ở trận đèo tiếp theo và nỗ lực hết mình để đảm bảo vệ được chiếc áo vàng cho Huỳnh Thanh Tùng. Tuy nhiên đây là một nhiệm vụ hết sức là khó khăn. Như vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến những diễn biến vô cùng hấp dẫn ở trên đường đua trong những km vừa qua. Và cuối cùng thì áo vàng Huỳnh Thanh Tùng, áo xanh Lê Nguyệt Minh đều đã đuổi kịp vào trong đoàn đông. Và lúc này thì các vận động viên lại đi chung với nhau thành một chùm để hướng về phía đèo Mang Giang. Những con dốc đứng liên tục xuất hiện đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các vận động viên. Chúng ta đang được nhìn thấy những hình ảnh từ góc quay flycam khi mà đoàn đua đang thi đấu tại địa phận huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Chia tay với những thành phố biển Quy Nhơn thì lúc này đoàn đua đã thực hiện lộ trình lên vùng cao nguyên. Trước mắt các tay đua trong chặng đua ngày hôm nay sẽ còn một ngọn đèo Mang Giang, ngọn đèo loại 4 của cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Và với ngọn đèo Mang Giang thì tay đua về nhất sẽ có thêm được 6 điểm. Và ba tay đua về sau đó sẽ có thêm được 5 điểm, 4 điểm và 3 điểm. Chúng ta vào lúc này có thể thấy đã có rất đông những khán giả. Trong đó có những người đồng bào dân tộc ít người ở khu vực này cũng đã ra để chào đón và cổ vũ các vận động viên thi đấu. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì Hạnh Dung đang cách chân đèo Mang Giang khoảng vài km thôi. Và chúng ta thấy là ở đoạn đường này thì địa hình trước khi vào đèo Mang Giang thì đường khá là nhỏ hẹp. Và quan trọng hơn là mặt đường đang khá là gồ ghề
Rõ ràng là với đường đua thi đấu với địa hình gồ ghề và xấu như thế này thì các vận động viên đang phải hết sức thận trọng và cũng ảnh hưởng đến tốc độ của họ rất là nhiều. Họ sẽ rất là khó tăng tốc ở trong đoạn đường này. Lúc này thì các vận động viên còn cách chân đèo Măng Giang không xa. Thưa trọng tài Bùi Ngọc Trung, thì ngày hôm nay hiện tại thì ông có thể cho biết cái tình hình cập nhật hiện tại của tốc đầu, tốc 2, khoảng cách, tốc độ cũng như là điều kiện thi đấu hiện tại như thế nào ạ? Hiện nay thì đoàn đua đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, 3 nhóm. Thì nhóm 1 là có 6 vận động viên đang có khoảng cách 2 phút 10 giây với toán thứ nhì. Toán thứ nhì là gồm trong toán nhì là gần như là toán chính của đoàn đua. Trong đó có áo vàng, áo vàng, áo trắng, áo đỏ, áo xanh thì nằm ở toán 1, đang có khoảng cách 2 phút 10 giây. Và một cái toán phía sau là gồm các vận động viên rơi lại khi leo đèo An Khê, hình thành nhóm 3. Khoảng cách giữa nhóm 1 và nhóm 3 là đã hơn 8 phút, có khả năng cái nhóm cuối cùng này sẽ bỏ. Chúng ta hãy chờ xem khi bước vào ngọn đèo Măng Giang thì động thái của ekip An Giang sẽ là như thế nào. Họ sẽ đưa đội hình của mình từ trong nhóm phía sau bắt vào để tiếp tục tạo nên một cuộc cạnh tranh ở đỉnh đèo để tích lũy điểm số cho Misamat, hay vẫn sẽ để cho nhóm 6 tay đua này bước đi để xóa điểm áo đỏ cho Misamat. Lúc này thì trọng tài báo khoảng cách giữa top đi đầu với đoàn đông ở phía sau đã là 2 phút và 50 giây. Và chúng ta thấy các vận động viên ở trong đội bóng này, đặc biệt là tay đua Nguyễn Hướng, đã tiến lên rất gần đến mức đỉnh đèo Măng Giang. Trọng tài đã phất cờ để báo hiệu cho các bạn biết họ chuẩn bị tăng tốc để vượt qua mức đỉnh đèo. Và như vậy là ở phía xa thì Nguyễn Hướng đã xuất hiện. Chỉ còn khoảng vài chục mét nữa thôi thì Nguyễn Hướng sẽ cán đỉnh đèo Măng Giang. Và 6 điểm dành cho tay đua chiến thắng ở đỉnh đèo này đang ở ngay gần, rất gần với Nguyễn Hướng rồi. Ở phía xa thì một tay đua của quân đội và áo xanh Lê Nguyệt Minh cũng đang nỗ lực để bám theo. Như vậy là những nỗ lực cá nhân rất tuyệt vời của Nguyễn Hướng đã giúp cho anh trở thành người cán đỉnh đèo Măng Giang, ngọn đèo loại 4 của chặng đua ngày hôm nay. Và như vậy là Nguyễn Hướng sẽ có thêm 6 điểm dành cho mình trong bảng tổng sắp áo chấm đỏ. Một nỗ lực tuyệt vời của tay đua trẻ thuộc ekip Diên Hua Đồng Nai. Và chúng ta cũng có thể thấy sự tiến bộ của Lê Nguyệt Minh như thế nào. Tay đua này cũng đã nỗ lực đi trước và đã bám sát ở vị trí thứ 3. Lê Nguyệt Minh mà leo lên được vị trí thứ 3 của đèo Măng Giang thì điều đó cho thấy rằng tay đua hiện đang dẫn đầu danh hiệu áo xanh vẫn đang có một sự tiến bộ rất tốt về leo đèo. Chắc chắn sau khi vượt qua đèo Măng Giang như thế này thì Lê Nguyệt Minh cũng sẽ nhập vào tốp đông để đỡ mất sức và đeo bám vào các tay đua mạnh. Đây là một ý đồ rất rõ ràng của Lê Nguyệt Minh và ekip Thành phố Hồ Chí Minh, đẩy tay đua này lên đi trước càng sớm càng tốt. Lúc này thì Nguyễn Hướng đang đi một mình ở trên phía trên. Tuy nhiên khoảng cách mà anh đang ở vị trí của anh hiện tại so với đích đến tại thành phố Pleiku vẫn còn rất xa. Không biết là Nguyễn Hướng có ý định cũng thực hiện một màn độc diễn giống như cái cách mà Võ Thanh An đã từng làm được ở chặng đua từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi hay không? Thưa huấn luyện viên Trần Văn Quyết, thì có vẻ như là sau đỉnh đèo Măng Giang và An Khê thì Phan Hoàng Thái đã phần nào thất thế trong cuộc chiến áo đỏ phải không ạ? Hiện giờ áo đỏ thì đã về tay Masamat, cho nên là hiện giờ là các đội cũng đều nằm lại, cho nên là tôi nghĩ cái trận này chỉ có là áo đỏ thay đổi thôi, còn áo vàng, áo xanh, áo trắng tôi nghĩ là không có thay đổi gì. Cho nên là cái Smart là vận viên quá mạnh, vô đèo thì Phan Hoàng Thái làm ốc lại. Mà trước đó thì Phan Hoàng Thái thua Smart, ăn Smart chỉ có một điểm đèo thôi. Nhưng mà hồi nãy thì vô cái đèo An Khê trước thì Smart đã ăn rồi, thì ăn trên thì quay lại trên 2 điểm, cho nên cái đoạn sau là An Giang chỉ là thụ động lùi lại để cho những vận động viên nhỏ nhỏ trên đi lên phá điểm đèo. Cho nên hiện giờ áo đỏ đã thuộc về Masamat.
Vâng thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta đang theo dõi những hình ảnh ở trong top 2. Top 2 lúc này thì có 4 vận động viên, đó là các tay đua số đeo 61 và Nguyễn Minh Thiện của Rodeco Vĩnh Long, 102 Trương Trường An của Calitos Đồng Tháp, số đeo 74 Nguyễn Đắc Thời của gạo Hàng Ngọc Trời An Giang, và quan trọng hơn là chúng ta thấy là có áo xanh số đeo 11 Lê Nguyệt Minh đang nằm ở trong top 2 này. Có thể nói rằng là sự nỗ lực của Lê Nguyệt Minh ở trong diễn biến của chặng đua ngày hôm nay, nhất là ở trên đèo Măng Giang, là rất đáng khen khi anh là một chân rút mà lại có thể về đến đích thứ ba ở trên đỉnh đèo Măng Giang là một đội rất là đáng khen. Và chúng ta thấy là hiện tại thì Lê Nguyệt Minh đang phát động một đợt tấn công để có thể bắt lại với lại top 1. Chúng ta thấy Lê Nguyệt Minh ở trong đoạn đường đổ dốc này đã nằm rạp hẳn xuống thân xe, và tốc độ của này lên đến khoảng gần 60 km/h. Các vận động viên đang tận dụng đoạn dốc đổ xuống tương đối dài này để phần nào đó hồi phục thể lực cho mình. Đã bước vào 10 km cuối nhưng vẫn chưa có động thái tấn công đưa đội hình lên xếp tài của hai ekip An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Những người làm đầu máy kéo và tích cực làm việc vẫn đang là các tay đua thuộc hai ekip quân khu 7 và quân đội Trisport International. Vẫn là một hàng dài đang được các tay đua tạo ra, với những người đi đầu là các tay đua thuộc hai ekip quân khu 7 và quân đội Trisport International. Chúng ta vẫn chưa thấy động thái tấn công của các ekip An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, những người đang bám rất sát ngay phía sau. Đã bắt đầu có sự hoán đổi ở những vị trí đi đầu. Huỳnh Thanh Tùng đã lùi lại ở phía sau. Huỳnh Thanh Tùng lúc này đang đi cùng với các tay đua thuộc hai ekip Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy đây là một trong những chặng đua mà lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một hàng dài của các tay đua An Giang làm chủ ở phía trên. Thông thường thì những chặng đua trước chúng ta chỉ chứng kiến các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Và liệu lúc này đây thì chúng ta có thể chứng kiến một màn tranh tài hấp dẫn giữa hai ekip này? Họ có thể tạo ra hai mũi tên để chen cọt vào hay nhau, hay là vẫn để cho các tay đua của An Giang làm đầu máy kéo và đưa vận động viên chủ lực của mình chiếm ưu thế ở phía trên? Và bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu thấy có những sự xáo trộn và những sự thay đổi ở trong việc tấn công như thế này. Tay đua có lẽ như giữa đội Maxua Đồng Tháp cũng đang có ý định để chen lên, nhưng các tay đua của An Giang vẫn đang đẩy tốc độ lên rất cao, và đoạn đường hẹp như thế này thì rất khó để cho các tay đua có thể thực hiện những pha tấn công và chen lấn lên phía trên được. Nhưng vẫn còn một đoạn rẽ nữa rồi mới có thể đi thẳng vào đường Quang Trung. Bây giờ thì chúng ta đã chuẩn bị đến với những hình ảnh tại đích đến. Vẫn đang là nỗ lực làm việc của các tay đua xếp tài, và chúng ta chuẩn bị được xem màn nước rút của các chân nước rút hàng đầu Việt Nam hiện nay. Một pha nước rút rất hay của tay đua. Chúng ta hãy chờ xem chiến thắng sẽ thuộc về tay đua nào. Nguyễn Thành Tâm đang nỗ lực bước lên, và theo sau là Lê Nguyệt Minh. Cả Luis Desriac nữa. Nguyễn Thành Tâm, như vậy là Nguyễn Thành Tâm đã giành được chiến thắng ở chặng đua ngày hôm nay. Chiến thắng chặng đầu tiên của tay đua đương kim áo vàng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực làm việc của tập thể An Giang trong những km cuối cuối cùng đã đạt được hiệu quả, khi mà họ đã đưa Nguyễn Thành Tâm về rút thắng Lê Nguyệt Minh. Chúng ta hãy cùng xem lại pha quay chậm nước rút ở đích đến của Nguyễn Thành Tâm đã giúp anh vượt qua hai anh em Lê Văn Duẩn và Lê Nguyệt Minh. Sự khát khao, sự quyết tâm của Nguyễn Thành Tâm đã được thể hiện trong chặng đua ngày hôm nay để giúp anh có được chiến thắng chặng đầu tiên tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm đã có một chiến thắng tuyệt vời để cho chiếc áo vàng năm 2018 vừa được giải tỏa tâm lý trong các pha nước rút sắp tới với anh em nhà họ Lê. Và đến đây thì chương trình tường thuật các chặng đua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo với một nhân vật khác nhé. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.